hàng mới về thứ mà hàng mới về hôm nay, hàng mới về hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 4 chị ơi. Thì hôm nay là Phony về rất là nhiều cá dứa một nắng nè, mực khô nè và khô cá sặc nha. Đây khô cá sặc sấy dẻo vì vừa ăn. Size này là 10 12 con một ký, gói này là gói 500 g nha. Cá sặc này là ướp vừa ăn, rất là vừa ăn luôn nha. Mình lấy ra là mình chỉ cần anh chị khi mà mua về cứ để ngăn đá là mình sẽ dùng được tới 6 tháng luôn. Còn khi nào mình ăn á thì mình chỉ việc lấy ra thôi. À, cũng không cần đá đông nữa. À, là chiên ngay được, không cần phải ngâm nước bắn mặn gì hết nha. Đây sản phẩm khô cá sặc của Phony là được ướp vừa ăn và sấy khô dẻo, chiếu tiêu cực tím, diệt vi sinh sạch sẽ luôn. À, còn đây là khô mực câu Phú Quốc nè. Nó có size hôm nay thì có size 18 tới 20 con. Đây một gói là nửa ký 18 tới 20 con nè anh chị. Đó. 18 tới 20 con thì mực nó sẽ cỡ đây, bút lẻ bằng tay đi coi. Nha. Lớn hơn bằng tay, tính là cái không tính cái đầu nha, chỉ tính cái mình thôi là nó vẫn lớn hơn cái lòng bàn tay của Út Loan này. Nè. Còn nếu mà tính luôn cái đầu thì nó có bằng tay rưỡi đó, còn tính cái lòng bàn tay không từ đuôi lên là nó đó, là rất là to hơn lòng bàn tay đó anh chị, chứ tính cái mình không. Thì mực này là mới, mực mới luôn, trắng hồng luôn nè, gói nào cũng vậy hết. Mực trắng hồng phấn lên vừa nhẹ thôi, chưa có nhiều. Rồi ha, còn đây là cái size mực lớn hơn nè, 18 tới à size 7 tới 10 con một ký. 7 đến 10 con một ký nên chị này bị xì chân không rồi. Còn cái này thì đây đó, mực mới trắng hồng ngon nha, mới lên tới vô ghe vô tới là hút chân không đem lên đây nè, rất là ngon luôn chị thấy không nè, bằng cái mình nút lên nè. Thấy chưa, 70 con là đo là ngang ngang cái cổ đó, cái cổ đó là cũng ngang cái vai nút lên này nha, đây là cái đuôi nó nè đó, 70 ha. Còn đây so luôn đi, đây là 18-20 18-20 thì nó nhỏ hơn. Đây ha anh chị ha, đấy nó ngang nắp thôi, còn 18-10 thì nó sẽ ngang cái cổ mình luôn đấy ha. Rồi thì còn to bằng tay á, thì 70 thì sẽ nó cỡ hai bàn tay, không tính cái đầu, còn nếu tính luôn cái đầu là cỡ ba bàn tay đó ha. Còn đây là sản phẩm mà bán chạy nhất, được ưa chuộng nhất của Phony, đó chính là khô cá dứa. Khô cá dứa đó, cá dứa Phony thì có hai loại là cá dứa một nắng và là cá dứa sấy dẻo. Cá dứa một nắng là cái con này. Thì cái này thì nó cần phải đông lạnh, nhất là anh chị mà đem về bay đi máy bay á, đem về Úc, về Mỹ, về Canada thì cần phải đóng thùng xốp và đông lạnh đó, rồi đóng thùng xốp thì mình sẽ giữ lạnh được khoảng một ngày để đi châu Âu hay châu Mỹ ha. Mà lấy từ 5-10 kg trở lên á thì mình có thể lấy cái hàng một nắng này đóng thùng xốp. Còn nếu anh chị mà đem ít á, lấy 2-3 kg này nọ đó thì nên lấy cái khô cá dứa sấy dẻo này. Đây, khô này có cái cá dứa sấy dẻo này luôn. Là cái hàng này sấy khô rồi, mình có để ngoài được 2 tuần để mình gửi đi HL đi nước ngoài, hoặc là mình đem đi, mình bay đem đi á, nhưng mình nó ít quá, mình không muốn đóng thùng xốp thì anh chị lấy cái loại này nha. Cái này là khô rồi, không cần đóng thùng xốp, cứ để giày hút chân xong rồi có nhãn song ngữ Việt Anh, mình cứ gói vào hành lý là mình bay đi thôi, vô tư ha. Chuyến bay có delay gì đó, có qua cảnh đâu có delay gì nọ thì cũng yên tâm, không có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm ha. Đó là cá dứa Phony thì có hai loại là đây, là cá dứa một nắng, còn đây là cá dứa sấy dẻo ha. Giá nó chênh lệch nhau chút xíu thôi, một nắng thì nó cũng có size là từ 500g đến 750g một con, hoặc là từ 800g đến 1,4 kg một con. Như con này là 1,35 kg này. Rồi còn cá dứa sấy dẻo thì nó hầu như nó chỉ là 5 đến 7 lạng một con thôi, tức là 500g đến 700g một con thôi ha. Rồi cá dứa sấy dẻo thì vị nó sẽ mặn mặn hơn một chút so với một nắng, tại vì nó khô hơn đó. Rồi đây là cái lô cá về ngày hôm nay, ngày 15 tháng 4 thì Út Long quay video để anh chị yên tâm là con muốn mua khô cá để ăn cơm gia đình ở nhà của mình, hoặc là làm quà biếu tặng người thân ở các tỉnh, hoặc là gửi đi nước ngoài, là yên tâm là có khô cá mới cho mình nha. Bởi vì thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần là Phony sẽ có cá mới lên để đóng gói và giao cho anh chị. Anh chị muốn cần tư vấn về các sản phẩm như là khô cá dứa, mực khô, tôm khô, khô cá sặc đó, hoặc là chả mực Hạ Long hay là lạp xưởng gì đấy, thì cứ nhắn Zalo hoặc gọi hotline Phony để được tư vấn nha. Út Long xin chào anh chị ha.